Kính thưa quý vị, chuối là một loại quả cây nhà lá vườn và có rất nhiều công dụng đối với sức khỏe của chúng ta. Tuy nhiên, đối với những người mà mắc các bệnh về thận thì cần phải hết sức lưu ý, bởi vì khi mà ăn chuối quá nhiều thì có thể làm tăng lượng kali trong máu, gây nguy hại đối với những bệnh nhân suy thận. Bên cạnh những lợi ích tuyệt vời của chuối, nó còn có thể gây hại cho sức khỏe với một số trường hợp mắc bệnh. Tiến sĩ Nguyễn Cao Luận, nguyên trưởng khoa thận nhân tạo Bệnh viện Bạch Mai cho biết, ông từng gặp nhiều bệnh nhân bị bệnh thận và ăn quá nhiều chuối dẫn tới tăng kali máu phải nhập viện cấp cứu. Nếu những trường hợp bị tăng kali máu mà không điều trị kịp thời, có thể dẫn tới ngừng tuần hoàn và gây tử vong. Trong điều trị bệnh lý về thận, các chuyên gia luôn luôn khuyên người bệnh tuyệt đối không ăn chuối vì nguy cơ tăng kali máu có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, một số bệnh nhân không biết hoặc chưa được bác sĩ tư vấn dẫn tới ăn quá nhiều, ăn vì thấy ngon miệng mà dẫn tới các biến chứng tăng kali máu. Trong các tác hại của quả chuối, người ta chỉ ra rằng ăn chuối nhiều gây hại cho thận, ăn quá nhiều kali có thể gây hại cho những người bị tổn thương thận, bởi nếu thận không thể làm việc tốt để loại bỏ kali dư thừa trong máu, nó có thể gây tử vong của người bệnh. Do đó, cần ăn chuối ở mức độ vừa phải. Nhà dinh dưỡng học Flores cho biết, bệnh nhân bị đau đầu cần hạn chế ăn chuối bởi các axit amin trong chuối sẽ làm giãn các mạch máu. Chuối chín có chứa nhiều các axit amin hơn chuối xanh. Ngoài ra, có thể gây buồn ngủ khi ăn quá nhiều do có chất tryptophan. Magie có nhiều trong chuối sẽ có tác dụng giãn các cơ bắp. Bộ Nông nghiệp Mỹ khuyến cáo người tiêu dùng chỉ nên ăn khoảng 2 quả chuối mỗi ngày. Nếu nạp vào cơ thể, hàng chục quả chuối sẽ gây ra tình trạng rối loạn vitamin và khoáng chất trong cơ thể. Trung tâm Y tế thuộc Trường Đại học Maryland đã tiến hành nghiên cứu ngưỡng gây bệnh của chuối. Họ cho rằng nếu ăn khoảng 43 quả chuối trong một thời gian ngắn sẽ xuất hiện các triệu chứng của tăng kali máu. Điều này có thể gây lại hậu quả làm cơ suy yếu, nhịp tim trở nên bất thường, thậm chí dẫn đến tình trạng tê liệt tạm thời. Cơ quan chăm sóc sức khỏe của Anh cho rằng cơ thể con người nếu tiêu thụ hơn 500mg vitamin B6 mỗi ngày có thể dẫn đến tổn thương dây thần kinh ở tay và chân. Điều này hoàn toàn không có gì đáng lo, bởi để đạt được lượng vitamin B6 ảnh hưởng đến sức khỏe, con người cần phải ăn hàng nghìn quả chuối. Theo các chuyên gia, khi ăn chuối cần ăn đúng cách. Dưới đây là hướng dẫn ăn chuối đúng cách. Chỉ nên ăn từ 1 đến 2 quả chuối mỗi ngày, không nên ăn chuối khi vẫn còn nhựa. Chúng ta nên ăn chuối khi chuối đã chín, không nên ăn chuối những lúc đói để tránh gây hại cho dạ dày, không nên ăn chuối với pudding hoặc khoai tây vì sẽ gây phản ứng độc hại cho cơ thể người. Nếu bạn bị đau đầu thì nên hạn chế ăn chuối. Nếu chưa ăn ngay thì bạn không nên lột vỏ chuối quá sớm để tránh làm mất đi thành phần sinh học của chuối. Không nên bảo quản chuối trong tủ lạnh để tránh chúng mất đi các chất dinh dưỡng tự nhiên.